Nhiều nhiều quá. 55.000. Màu đỏ. Màu đỏ cho nội nó. Chị chỉ mà xanh màu đỏ. Hãy là cái này mọi người 50.000 cái này mua lên để bán cái lên được đấy. Chị đóng thuốc tây ạ. Bạn đã chị bạn phải 50.000 đó. Mà cái này lên được đây ta. Lên 55 thì ơ bị phạt. Ừ. Thì chắc thì được 4 thì lừa rồi đài cái nữa đây 56 mỗi ngày khá. Phải tính chứ, mua đâu phải tính chứ. Biết rồi chứ mà thì vừa nên lừa. Sao hai người làm thiệt nha. Mua đó ghế của quán. Đấy. Nhưng nhờ người phục vụ đấy. Bá cái người ngồi nhười nó phải rệt vậy. Nghĩ vậy á. Nên cây gối đang được. Bánh trứng bánh dây nha mọi người. Chào 4 người đang xem nha. Rồi. Đặt con ăn quá. Rồi. Bánh trứng bánh dây này, ai ăn bánh ổng thì đã bên em là gọi là bánh ổng nhá. Thì tắt xe có tấm tấm đó. Ba ba đến ăn cái này đi bỏ thế. Thế ba đứng nhà nè. Ta bỏ kẹo lên cho ăn mưa được ăn. Đứng đứng vậy đó. Ta cũng. Một đống giấy rồi. Tết này là báo ba mình luôn mà. Còn phải lướng nữa nha. Lướng kèo lạc nữa. Mọi người xem bài thì ai ăn bánh trứng thì inbox cho em vậy nhá. Bên em là chuyên bánh trứng bánh tay này. Hai nghề nhấn đăng đung đấy nhá. Ngày nào em cũng có một nồi bánh nhá mọi người. Ai ăn thì cứ inbox nhá. Yêu lên một cái đấy. Giờ đi ăn khách. Chơi mới một cục đồ nữa chứ. Rồi dạ. Đúng rồi đấy, con đấy ăn đó. Con này được à? Ai ăn bánh trứng bánh dây thì cứ in bút cho Nguyễn Lê nha mọi người. Đúng ba đúng chỉ cho con nhé. Cập bánh trứng ngon đi. Cập bên hai bữa bơi tuổi ra ăn bánh ăn bánh. Bữa qua ăn ngoài đường ăn bánh mới đi cái tuổi rượu. Bánh ngon. Thế vừa quá chờ làm vừa trong tủ đấy đồ này ăn ngon mày làm khén nháo ấy. Ho thủy cống ấy, ho thủy cống ấy thì ăn hết cây rươi. Ta chi mẹ ơi. Phố ngọ. Cây rươi cả nhà chứ. Cả nhà mẹ là đúng không ấy. Đặt đi, đặt đi. Đặt mới ăn đang lái chim nhá. Đặt tay lại. Về nó ăn nó lại đi nói ăn. Quá mất đoàn đấy chứ có gói đèn đoàn đấy. Thế là đấy rồi mà. Thế mà đấy. Hút tôi bài khiến dư rồi. Thế là đấy. Cán đi đừng có nói thêm chứ cả. Được rồi, đâu thì kẻ rồi đó. Có thể là bẻ ngó nó về bỏ liên ra. Mình vẫn thích ăn liên như cái tủy nè. Có thể là nó về nó bỏ liên ra để nó để cho nguôi. Nó bẻ ngó thật đó. Tu kêu là bẻ ngó anh làm khén nháo. Em đi xem đống mắng cho ai comment gì cả. Ai ủng hộ cho em bữa đi. Cứ nhắc mai cái chuyện nữa hè. Ông thời đúng rồi, ông nhự cứ nhắc mai đấy. Tôi muốn được cho bàn tiền lá mà chỉ đồ do tối mới mốt. Mà tôi hiểu nghe. Có một tiền lá nó đáng bao ông chỉ nhắc mai của nó bên kia đồ do tối. Ai? À đóng mang ý, dù giá dù mê thôi, hắn nói là tai thịt lớn đặt đây, đôi thịt lớn đưa về có cổ như thế đó. Hắn nói hãy biết. Không có cái cảnh quái đó mà coi là có thật. Cảnh quái nữa thì có thật đó, giống vậy thôi. Là có khi rượt mảy từ nhà, từ nhà, từ nhà, quái chứ có. Đó đó. Có thương hiệu đấy. Ở thanh đun được mà. Chào bà nữ nha, bà nữ ơi lên nhờ ảnh bánh trứng.
Thang bê thuần đúng đó. Thang bê thuần đúng đang dựng. Đường quảng cáo bên chương trình. Trong cái dạo cô dạo bên đây bên đây. Tôi nên gọi ba đường này trong phần bản của hết nước bên đây. Thuần của thuần quảng cáo với hàng rồi. Lên nhời mời ba nữ lên nhời ảnh bánh trứng ba nữ ơi. Hai nghề nhấn nhà em đang đun bánh nha mọi người. Ai ăn bánh thì in bục cho Nguyễn Lê nhé. Bánh Nguyễn Lê hôm nay là có thương hiệu đấy. Đây. Trứng bánh dây mưa gầm ga đi con đâu nhỉ tập giảm nó muốn mình đập nguyên vậy. Mà lúc đó lên gọi gọi nó khó đó cái anh mua không kịp rồi. Xem đúng. Ừ. Mẹ nhớ đô nữa các bạn. Cái này giá này, có cái đường này lên màn gì nữa. Ướp đẹp rồi, đúng rồi mà mẹ hè. Bánh trứng, bánh dây nha mọi người, để thêm ra tiền. Chúng ta trả cho thêm đi đã. Nó cần đi ăn rạch lắm. Nguyễn Đinh Đạt, bánh trứng Nguyễn Lê. Bánh trứng Nguyễn Lê nhá, Đinh Đạt, bánh trứng Nguyễn Lê là rất chỉ là ngon nhá. Này, đầu này. Thịt này. Nếp này. Mọi người ai ăn bánh trứng thì inbox cho Nguyễn Lê nhá. Em là người lái chim thuế nhá. Hướng dẫn Hồng Hoàng chỉ một cái nhá, ok Hồng Hoàng nhá. Em là người lá chiếm thuế một bạn sư đến trưa mà bạn được hết nồi bánh này em được một cái để ăn nhá. Mọi người mua ủng hộ cho em với đi ạ, để em kiếm cái ăn nhá. Bánh trứng, bánh tay nhá, ai ăn bánh gì thì cứ inbox cho em nhá. Đòi em lại để kiếm cái ăn. Ngon lắm nha mọi người, bánh trứng này, nhân thịt đầu này, tay mà hành này. Người ơi, bánh trứng nha, nha, bánh trứng. Ai cùng bánh trứng. Bánh trứng, bánh dày nha. Ai ăn thì inbox cho Nguyễn Lê nha. Hồng Hoàng ơi, Hồng Hoàng lấy bánh tà dai hay là bánh trứng ạ? À? Bánh dai hay bánh trứng ạ? À? Thịt bánh mố để Nguyễn Lê đứa ạ, à? Xịp ạ. À. Không đi đến chờ thế, không đi đến chờ đó. Thằng Sáu O Thủy nữa. À, ngồi ngoài mắt như O Thủy nữa. Ban dẹp hay chứ? Ban dẹp. À, ban dẹp thì lấy rồi. Ừ. Khách quen đấy nhỉ? Đã. Con ăn thôi ạ. Vừa đây lấy đó nhỉ. Mô. Thì bán rẻ nhé. Cho ba lĩnh công. Không.
anh với Hồng đi. Anh Hồng thì anh phải đi Hồng rồi đi làm sao. Tối nó ngủ bảy lố hôi lấu chứ. Bảy lố mà măng hôi mà chắc có phần đôi mọi đúng không em? Nói chắc mọi rồi. Bên em là chuyên bánh trứng nha mọi người. Được chứ này. Bánh trứng bánh dày nha mọi người. Chị rồi ông ba ăn trong cho đây ngon lắm. Ba mình cùng gọi bánh trời he. Ba nữ, ba mình mới nói chứ nữa ba nữ. Ok Binh Đạt nhá, ông cùng đủ thủ thử nhiều nhiều kiểu đấy Binh Đạt ạ. Cái chùa gọc đấy gọc ô yên đâu. Gọc ô yên là luôn đó. Ok về ngũ xính nhá. Tết Tết ba này. Dạ. Ba đi ok ngũ xính nhá, đưa về trả lương cho một cái bánh nhá, đưa về cho con gái ăn nhá. Ta bỏ lại cho con người lại. Bánh trứng bánh dây nhá cả nhà. Mười dây dễ lắm em. Ai ăn bánh trứng thì cứ inbox cho Nguyễn Lê nhá. Em là người lái chim Thuế nhá. Ông Hành á, à, người cùng một thôi. Lên chưa biết tôi muốn lắm được lên ảnh. Ảnh có thể là đúng đéo. Còn đưa cho đúng đéo là ảnh thay nhiều nên cứ thay không thay ra đây. Anh cứ đưa luôn. Là anh dùng ra đi đi. Đúng đéo. Thay cái dùng thay bên kia. Cái thì hạ thái kiếm ấy. Hạ được. Nó khỏe. À gì? Uống hành cái tuổi đêm. Hạ trung hai chứ nữa. Hả? Uống hành hai chứ. Chúng khỏe. Chị quên đây là tâm tổ. Chị hay mưa lê khen chị quên hạ thái. Khổ lắm đấy. Chị hãy nhầm cái cháu được cả chứ. Chị hạ cái hạ có cái này. Chị có tính thân mà hạ cái đấy hay. Bây giờ đây cùng Nguyên nói đây cùng dây với chân Nguyên này. Nguyên thấy đi. Nguyệt cái mặt tôi Nguyệt hát mái hát mình cái gì Nguyệt nói đúng với hát cái phong cao hát cho vui vậy đó hát thằng bên dây Nguyệt người làm tòi hát thằng mà hát cho vui nhá là Nguyệt một nghe Nguyệt nghe 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 ngh
lao hát lên cái câu lạc bộ này nó mang cùng nói chung là nhiều anh 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 nói đúng khi đôi khi nói đấy họ nghi nói mẹ có lẽ nói lạp chứ thịt gà hẳn có ăn mà có thịt mà gà nã ngon nó được mà có ăn không ba thủy ăn nhiều nè ba thủy ăn nhiều cái lôi gì ảnh nhá xem để con gì ảnh ơi ba thủy ăn khỏe nghe nhẹ thịt tường hai ông ba thông giá gọi bạn đi gì đấy để thể thi cuốn bạn của mưu lê vô ba nội việt cái ba là gì cũng ra đấy hai ông ba thông giá nè gọi bạn để bạn nè thể thi cuốn bạn của mưu é luôn he cái chi ạ hai ông ba ní là khéo tay lắm bác ơi ạ võ nhật minh à lại mà nghe tiếng long quân nhiều quá long quân hôm vừa tiếng long quân này nhật minh hai đó nhốn nhà hỏi mấy chị em đang làm gì đó anh chị em ăn chưa kẹp đèn đi mười trăm tệ nghe không nhớ cái ảnh nhớ ba vườn chưa đi lâu quá rồi nhớ lắm rồi đó họ đúng không bởi vì thế cho mà đi quyến thì nhớ đó ok ông mịt đang di quyến cho ship cho mịt thề vừa mới về đấy di quyến ship cho nhá bánh trứng bánh dây nha mọi người ai ăn bánh cứ inbox cho Nguyễn Lê nhá cái tiền từ bài này đến mơ lên hai tám đấy lên hai tám đấy à chuẩn bị con lớn ba lỗ chuyên bèn thịt là được khoáng ta cổ nghĩ là bèn à ba miếng nữa là ngon rồi có việc rồi và nói chứ một món tết rất là thái lương cả nước không đỡ nữa ông thử khỏi hẳn thôi đừng có đợi lên nhiều ngày được uống thử mới được mà uống thử nói hải bánh trứng bánh dây Nguyễn Lê nha mọi người ai ăn thì inbox nhá bánh nhà em thì đồ ngon thì đừng hỏi sáng sáng ăn uống như bên bên cà tiền nó bên có điện mấy sao đến nhà táng ấy này ai này ấy mùi mấy mùi hạt cá táng nữa đây mấy cà táng và thấy nó lấy được thắng gì đấy thái đồ đồ phò đó rồi đúng mấy sữa nó nhiều phò mùi choai choai nó bị đúng tích còn được phù tích mắc lắm rồi chưa kìm để tích tê khỏe nhá khỏe cột tải mà đi đi đó chuồng người con cháu có đây là cuối cùng là phải dèm đi hoặc là cắt ống thái mới ngoài hết đó khỏe nè đang nghe lên chị ba Minh gọi bệnh
Ba mình gọi bánh khéo quá, ba Thùy Việt, ba mình kéo khỏi bánh khéo quá. Ba Thùy chứ mới biết đồ khéo của ba mình à? Ba Thùy cơm à? Này. Lại đừng nói với Long Quân, nó nói vừa làm theo đó. Ok, Võ Nhất Minh á, lại là phải dậu chứ. Võ Nhất Minh là ai đây các quân? Hùng Hùng Hoa phải không? Hùng Hùng Hoa phải à. Hùng Đắc Ngôn. Đây Long Quân đây, Hùng Đắc Ngôn đây rồi, Hùng Hoa nữa. Long Quân này mới anh xuống Hùng Đắc Ngôn anh Hùng ơi. Đó đến quá này. Tục manh bao nhiêu tiền? Tục manh à, chỉ hay lẻ. Bánh trứng bánh dày nha mọi người. Bánh này bánh cực ngon nhé. Ai ăn bánh thì anh bục cho em nhé. Ba Minh tết về Trung Lưu mà gọi bánh thuê. Ba Minh tết là có việc dư bên đi rồi ba Thùy ạ. Hôm nay gọi bao nhiêu mà người đóng vầy. Chị gái quảng cáo giỏi lắm. Ba nữ. Ba nữ ơi, bữa mông cứ một nồi bài lỗ đến một yến ba nữ ạ. Có bữa hái nồi yên rưỡi, bữa quá mình hái nồi yên rưỡi. Bây giờ mới nhờ để về lòng nha. Đúng rồi nè. Cậu quân, sáng đấy, cậu quân, sáng đấy. Sáng đấy đi, giải quyết cho cái vụ ní mà nắng đi. Đúng rồi. Cái vụ khi tụi nói đi. Quả này mình bữa ăn hè, thấy? Ừ. Bữa đó. Đó bữa chứ đúng không? Chó bữa. Bữa gì? Chó bữa ngủ mất khóc ngủ lắm này. Rồi. Quả. Thôi, đừng có thể chồng quả kìa. Quả đi này bị lừa. Mục tiêu đã chuyển sang hướng đông. Không phải hướng tây thì nó nóng. Đây là. Mọi người ai ăn bánh thì inbox cho Nguyễn Lê nhá. Còn Linh Hoa cái gì này? Còn Nguyễn, Tiến Nguyễn. Hả? Còn Linh Hoa cái gì? Thank you.
Sống nhé, sẽ ghim sống cháy à? Dạ. Bánh trứng, bánh dày, gạo trắng, nước trong. Chào cả nhà nhá, em nghỉ để gọi bánh rồi đó nhá, để chuẩn bị cho bánh vào nồi nhá.